Xin chào, mình là Theo. Nhấn vào đây để đăng ký theo dõi. Đâu hết à, chú đừng lo mà. Chắc chắn là em ấy đang bận tập luyện ở đâu đó thôi. Cháu nghĩ vậy sao? Dạ. Ồ. Bắt đầu rồi. Vui được gặp các bạn. Tôi sẽ là người dẫn chương trình cho buổi tối ngày hôm nay. Tôi là Hana. Còn tôi là Rocky. Wow, hôm nay chị Hana trông thật là đẹp trong bộ váy đó. Rocky, anh nghĩ ai sẽ là người đạt danh hiệu xe buýt của năm? Anh không thể chờ đợi thêm nữa. Xe buýt của năm sẽ được thông báo vào cuối lễ hội, nên các bạn đừng đi đâu đó. Tayo là giỏi nhất. Sáng sớm, những bạn xe buýt nhỏ đã tập trung trước tiệm sửa chữa. Lễ hội của xe. Đó là lễ hội hàng năm mà chúng ta mời các bạn về trạm xe để vui chơi. Sẽ rất là vui. Wow. Chúng ta sẽ có chương trình biểu diễn tài năng. Chắc chắn là sẽ rất vui. Và đặc biệt, chúng ta sẽ có lễ trao giải xe buýt của năm. Giải thưởng xe buýt của năm nào? Đó là giải thưởng dành tặng cho bạn xe buýt làm việc chăm chỉ nhất năm. Cho chị hỏi nè, có ai muốn trình diễn trong chương trình tài năng không? Hả? Ý chị là bọn em cũng có thể biểu diễn. Dĩ nhiên rồi. Nhưng chúng ta có thể trình diễn cái gì trong chương trình tài năng? Em biết rồi, sao anh Thay Vô không biểu diễn một bản nhạc với tiếng xịt khói? Đúng là ý kiến hay. Em hả? Phải đó Thay Vô, hãy thử đi. Phải, mọi người đều yêu thích nó nên em có thể giành được phần thưởng đó. Mọi người nghĩ vậy hả? Được rồi, mình sẽ cố gắng luyện tập và giành phần thưởng thật lớn. Tayo đã luyện tập mỗi ngày để giành được giải thưởng lớn. Cuối cùng cũng đã đến buổi sáng của ngày lễ hội. Chắc chắn em sẽ giành chiến thắng trong cuộc thi tài năng cho mà coi. Cảm ơn mọi người. Mà nè, mọi người nghĩ ai sẽ giành giải xe buýt của năm? Đương nhiên là anh rồi. Mình thật sự hy vọng rằng một trong số chúng ta có thể đạt giải. Vậy thì thật là tuyệt, nhưng có lẽ điều đó sẽ không xảy ra. Cũng có thể lắm, chúng ta vẫn còn rất nhỏ và còn rất nhiều bạn xe buýt giỏi hơn chúng ta nhiều. Nhưng một ngày nào đó không xa, anh sẽ là xe buýt của năm. Em cũng vậy. Bây giờ thì chúng ta đi làm việc thôi. Chúng ta sẽ mau chóng kết thúc công việc và tham gia lễ hội. Được rồi. Làm xong công việc của mình, Tayo đang trên đường chạy về nhà. Hôm nay mình xong việc trễ hơn so với dự tính. Hy vọng là mình sẽ không bị trễ buổi lễ hội. Mình phải nhanh lên mới được. Có chuyện gì vậy? Tại sao em lại khóc? Bong bóng của em bị bay nên em đi tìm nó. Khi em quay lại thì Candy Bird đi mất rồi. Ôi không, chắc là Candy Bird có gì đó nhầm lẫn rồi. Mình phải nên làm gì đây? Mình phải quay về nhà để chuẩn bị cho cuộc thi tài năng mới đúng. Mẹ ơi! Nhưng mình không thể để em ấy ở lại một mình được. Nè em ơi! Dạ. Anh sẽ chở em về trường mầm non. Bây giờ thì em đừng có lo nữa. Cảm ơn anh. Được rồi, lên xe đi em. Dạ. Được rồi, chúng ta đi thôi. Mình vẫn có thể kịp giờ diễn. Nếu mình nhanh hơn, mình phải nhanh hơn mới được. Nhanh lên. Chương trình sẽ sớm bắt đầu có phải không? Em thấy hào hứng quá. Chú không thấy ta vô đâu hết. Chú đừng lo mà. Chắc chắn là em ấy đang bận tập luyện ở đâu đó thôi. Cháu nghĩ vậy sao? Dạ. Bắt đầu rồi. Wow.
được gặp các bạn. Tôi sẽ là người dẫn chương trình cho buổi tối ngày hôm nay. Tôi là Hana. Còn tôi là Rocky. Wow, hôm nay chị Hana trông thật là đẹp trong bộ váy đó. Rocky, anh nghĩ ai sẽ là người đạt danh hiệu xe buýt của năm? Anh không thể chờ đợi thêm nữa. Xe buýt của năm sẽ được thông báo vào cuối lễ hội. Nên các bạn đừng đi đâu đó. Và bây giờ không làm mất thời gian nữa. Đây là lúc bắt đầu sự kiện đầu tiên của lễ hội. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc thi tài năng. Tôi nghe nói có rất nhiều bạn xe hơi đẹp đang chờ để biểu diễn tài năng. Phải, và bây giờ xin được mời thí sinh đầu tiên. Xin giới thiệu Speedy và Shy. Là Speedy và Shy. Sẵn sàng chưa Shy? Tất nhiên rồi. Chúng ta đi thôi. Lạ quá, không biết Taiyo đang ở đâu nhỉ? Taiyo, cảm ơn rất nhiều. Em cảm ơn. Đó là niềm vinh hạnh của anh, chào nha. Tạm biệt. Tuy bị trễ nhưng mình cảm thấy rất vui khi giúp em ấy. Mình vẫn có thể kịp giờ nếu mình chạy về nhanh. Xe buýt nhỏ ơi. Cô có sao không ạ? Cô nghĩ là em bé sắp ra đời rồi. Em bé hả? Cô đã gọi xe cấp cứu nhưng đau quá không chịu nổi nữa. Cháu sẽ đưa cô đến bệnh viện nha. Nếu mình đưa cô ấy đến bệnh viện thì sẽ không thể nào tham gia cuộc thi tài năng được. Mình đã luyện tập rất nhiều để thi mà. Nhưng mình không thể làm ngơ khi có người cần mình giúp đỡ được. Bây giờ cô lên xe đi ạ. Cảm ơn. Cô ngồi vững vào nha. Ta vô xe buýt nhỏ. Trình diễn tuyệt vời từ Tony. Và bây giờ thí sinh cuối cùng của ngày hôm nay là Taiyo xe buýt nhỏ. Taiyo. Ủa, Taiyo, Taiyo ra đi. Taiyo. 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 Taiyo đâu? Có chuyện gì vậy ta? Taiyo đâu rồi? Đâu rồi? Có vẻ như Taiyo sẽ không trình diễn vào tối nay. Bây giờ chúng ta nên kết thúc phần thi tài năng ở đây. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cuộc thi tài năng kết thúc rồi. Bạn ấy đâu? Taiyo. Mình rất vui vì cô ấy đã sinh em bé an toàn. Dù sao thì bây giờ cuộc thi tài năng cũng kết thúc rồi. Mình đã luyện tập thật chăm chỉ vậy mà. Có chuyện gì xảy ra ở đó vậy? Mình phải đến gần để xem mới được. Xin lỗi, mọi chuyện vẫn ổn chứ ạ? Chị Hana. Taiyo. Chị làm gì ở đây vậy? Chị thấy lo lắng quá nên chị tìm em nãy giờ. Chị Hana. Nói cho chị nghe nè, em đã đi đâu vậy? Thật ra thì... Tùy ra chuyện là vậy. Em xin lỗi, thật sự em rất muốn đến đúng giờ. Đừng nói xin lỗi mà. Thực ra chị đã rất tự hào về em, bởi vì em đã giúp đỡ rất nhiều người. Cảm ơn chị Hana. Chắc là em phải thất vọng lắm vì đã bỏ lỡ cuộc thi tài năng. Dạ không sao. Em có thể biểu diễn vào năm sau. Em sẽ luyện tập chăm chỉ đến khi đó và giành giải thưởng lớn nhất luôn. Wow, tuyệt quá thầy Dương. Trời tối rồi, chúng ta về trạm xe thôi nào. Dạ. Ờ
Lễ hội đã kết thúc rồi. Chào mừng bạn đã trở về. Chào mừng quay về. Mọi người, tụi mình này đang đợi bạn đó. Tayo, cháu đã làm những việc rất giỏi. Cảm ơn Tayo, mình đã bỏ quên bé trai ở lại, nhưng bạn đã tìm ra em ấy. Còn chị mới nghe được tin từ bệnh viện, cô mang thai mà em chở đến vẫn khỏe đấy. Đó là chuyện mà em cần làm mà. Rocky, chúng ta hãy cùng bước tới phần cuối cùng của lễ hội xe buýt hàng năm đi nào. Nhưng mà lễ hội đã kết thúc rồi mà chú. Chưa đâu. Vẫn chưa đâu. Và bây giờ tôi xin trân trọng tuyên bố giải thưởng xe buýt của năm. Giải thưởng xe buýt của năm thuộc về không ai khác ngoài hồi hộp quá Tayo xe buýt nhỏ. Cái gì mình hả? Đúng vậy Tayo, cháu luôn làm việc chăm chỉ. Hơn nữa hôm nay cháu đã làm việc rất có ý nghĩa. Tayo, cháu thật sự rất xứng đáng. Chúc mừng Tayo. Chúc mừng Tayo. Wow, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mừng em nha Tayo. Tayo đã có một ngày hạnh phúc nhất. Chúc mừng Tayo. Tayo và Bon Bon. Đúng là một buổi sáng đẹp trời. Tayo đang chạy xe trên đường cao tốc bên bờ sông. Đẹp quá à. Wow, mỗi lúc đến đường cao tốc cạnh bờ sông đều khiến mình cảm thấy thật tuyệt vời. Ở đó chúng ta có thể xem Carrie lái xe trên cầu. Carrie là xe tải chuyên chở các bạn xe hơi, và cô ấy đang chở 4 chiếc xe hơi mới. Trong số đó có một bạn xe khách nhỏ tên là Bon Bon đang ngủ say sưa. Họ đang đi rất nhanh. Đáng yêu quá. Các em ấy đang ngủ rất say. Vậy bạn có sao không? Mình nghĩ là không sao. Ôi các bé tội nghiệp, khi các bé sợ hả? Không sao đâu mà. Mình rất xin lỗi. Không sao đâu, mình tiếp tục đi đây. Mọi chuyện ổn cả rồi mà, đừng khóc nữa các bé ơi, có chị ở đây nè. Ôi không, Carrie không hề để ý rằng cô ấy đã để quên bạn xe khách lại ở phía sau. Wow, cảm giác thật tuyệt. Hả? Tại sao bạn ấy lại dừng lại? Có chuyện gì à? Xin chào, mọi chuyện vẫn ổn chứ? Hả? Em ấy đang ngủ. Nè, dậy đi, em không thể ngủ ở đây được đâu. Em ngủ trên đường như thế này rất là nguy hiểm. Em phải đi tiếp thôi. Hình như anh và em chưa từng gặp nhau. Anh tên là Tayo, còn em tên gì? Tayo, em tên là Bon Bon. Bon Bon. Đúng là cái tên dễ thương. Vậy đây là lần đầu tiên em đến khu này hả? Dạ đúng. Hôm nay là ngày nghỉ của anh, hay là anh dẫn em đi chơi quanh đây nha? Tốt lắm, dù sao thì anh cũng đang rảnh, đi thôi. Hôm nay là ngày nghỉ của Tayo phải không? Dạ đúng, em đang tự hỏi không biết ảnh đang làm gì. Anh cũng thắc mắc. Hả? Sao vậy? Lani, em nhìn đằng kia xem. Ôi trời, đó là mấy bé xe hơi, nhìn dễ thương quá à. Lani, mình tiến tới xem gần hơn đi. Dạ xin chào. Ô,
À, xin chào các bạn nhỏ. Các bé xe hơi dễ thương quá. Chắc là các em ấy đang ngủ đó. Các bé đang ngủ đó. Chị thật tài giỏi, cùng một lúc có thể chở ba em xe hơi luôn. Chuyện nhỏ đó mà. Em nói có ba là sao? Dạ đúng mà, chỉ có ba thôi. Có hai em ở trên và một em ở dưới. Vậy là ba em mà phải không? Không thể như vậy. Nhưng đang chạy mà vẫn mở cửa phía sau thì nguy hiểm quá. Cái gì? Ôi không. Ôi chẳng lẽ là có vấn đề gì sao? Ôi chuyện không hay đã xảy ra rồi. Chị phải đi tìm em ấy. Wow. Đây là thành phố, em thấy thế nào? Rộng lớn đúng không? Dạ. Đèn giao thông chuyển rồi. Chạy chậm lại thôi. Không, Bon Bon, dừng lại. Bon Bon, đó là đèn đỏ, sao em không giảm tốc độ chứ? Em xin lỗi, em không biết điều đó. Em không biết sao? Chẳng lẽ em không học luật lệ giao thông hả? Luật lệ giao thông là cái gì? Có nghĩa là đèn đỏ là dừng lại. Hiểu chưa? Giỏi lắm, anh sẽ chỉ cho em, nên cứ đi theo hướng dẫn của anh nha. Dạ, em hiểu rồi. Taiyo rất hào hứng dạy cho Bon Bon luật lệ giao thông trong khi họ đang dạo quanh thành phố. Nè Bon Bon, em đang làm rất tốt, đi thôi. Nè Bon Bon, công nhận em giỏi thật. Em thích quá. Bon Bon, bây giờ anh sẽ dẫn em đi tham quan trạm xe buýt nha. Trạm xe buýt? Đúng vậy, ở đó có rất là nhiều bạn. Sẽ rất vui khi chơi cùng các bạn ấy. Dạ, dẫn em đi liền đi. Tốt lắm, đi thôi. Dạ. Sẽ vui lắm đây. Em hào hứng quá. Taiyo, xe buýt nhỏ. Bon Bon, Bon Bon, em ở đâu? Ôi, không, em ấy cũng không có ở đây. Em đi đâu rồi? Xin giới thiệu với em, đây là nơi mà tụi anh ở. Wow. Em thấy sao? Có thích không? Dạ có, nơi này đã thiệt á. Bây giờ cũng là lúc mà các anh chị sắp về rồi. Dạ. Họ về rồi kìa. Tụi mình về rồi đây. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Sao hả ta vô? Xin chào. Xin chào. Xin chào. Em ấy là ai vậy? Em gặp em ấy ở trên đường cao tốc hôm nay. Em nghĩ là sẽ rất vui khi dẫn em ấy về đây đó. Được rồi Bon Bon, cùng chơi nào. Thích quá. Bon Bon, em ở đâu rồi? Ồ, là Kerry đó mà. Kerry. Chào chú Sito. Lâu rồi không gặp Kerry. Cháu làm gì ở đây? Một trong những bé xe cháu chở hôm nay bị mất tích rồi chú ơi. Cái gì? Cháu đã tìm khắp mọi nơi nhưng không thấy chút dấu vết nào của em ấy. Cháu đang định đến đồn cảnh sát. Phải đó Kerry. Kerry, cháu vẫn ổn chứ? Trông cháu rất mệt mỏi. Dạ, cũng đã lâu rồi cháu chưa nạp nhiên liệu đó chú. Như vậy không được Kerry, chúng ta phải đến trạm xe để nạp nguyên liệu cho cháu. Nhưng mà cháu còn phải đi tìm cho bằng được Bon Bon. Nhưng mà cháu phải nạp nguyên liệu thì mới có sức tìm em ấy. Lỡ có chuyện gì không hay xảy ra với em ấy thì sao? Dạ, dạ rồi. Tốt lắm, đi theo chú đi. Dạ. Anh là xe hơi thần kỳ. Đó là cái gì vậy? Anh làm thế hồi nào? Cái gì? Bon Bon làm tốt hơn nhiều á. Không thể nào. Không thể nào. Nói y chang anh Rogi luôn. Wow, Bon Bon thật sự rất giỏi. Bon Bon giỏi. Bon Bon có thể bắt chước mọi thứ. Thật hả? Vậy em có thể làm được như vậy không? Hả? Ơi.
bum 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 bum. Bum bum có thể làm được. Bum 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 bum. Bom bom, em là giỏi nhất đó. Phải, anh nghĩ là em làm hay hơn ta vô luôn á. Xin chào các bạn nhỏ. Chào chị Hana. Các em đều thấy vui chứ? Dạ vui. Tốt. Nhưng trời đang tối dần. Bon bon, em cũng nên đi về nhà. Về nhà sao? Phải, em không định về nhà sớm sao? Carrie sẽ chở em về nhà. Carrie hả? Carrie hả? Là ai vậy? Carrie là ai vậy? Bây giờ bạn ấy đang ở đâu? Chị ấy kìa. Bon bon. Anh có biết là chị tìm em khắp nơi không? Thì ra chuyện là vậy. Bây giờ thì em đã hiểu. Em thật sự xin lỗi chị Carrie ạ. Không phải tại em đâu. Tất cả là lỗi tại chị vì chị đã để lạc mất em ấy. Rất cảm ơn em vì em đã chăm sóc cho Bon Bon tốt như vậy. Không có gì mà. Bây giờ tụi chị phải đi rồi. Bon Bon, lên thôi em. Em không muốn đi. Sao vậy Bon Bon? Lên đi chứ em. Không, không. Em muốn ở lại đây chơi. Bon Bon. Em không đi đâu. Ở đây Bon Bon đã chơi rất vui với mọi người. Bon Bon. Vậy là đủ rồi. Em có lên xe không hả? Em không chịu. Chị không cần phải chở em ấy đâu. Tại sao? Bởi vì Bon Bon đã đủ giỏi để đi một mình rồi, đúng không nào? Dạ. Đúng rồi ha. Bon Bon có thể tự đi. Vậy Bon Bon hãy cho chị Carrie thấy em giỏi thế nào đi. Bây giờ Bon Bon đã biết luật lệ giao thông rồi đó. Nếu em chứng tỏ cho chị Carrie thấy thì sau này em có thể đến thăm mọi người bất cứ lúc nào, đúng không? Dạ đúng. Tốt lắm, mày hãy xuất phát đi. Cảm ơn ta vô rất nhiều. Đừng cảm ơn nữa. Nhanh lên đi chị Carrie. Được rồi Bon Bon. Tạm biệt chị Carrie. Tạm biệt Bon Bon. Bon Bon, chuyến đi tốt lành nha. Dạ, hẹn sớm gặp lại. Đúng là thật tốt khi Bon Bon và Carrie tìm thấy nhau. Những bạn xe buýt nhỏ và Bon Bon đã trải qua một ngày tuyệt vời. Ai đó cứu tụi mình với. Hôm nay Taiyo và Rocky được nghỉ nên cả hai đã cùng ra bờ sông chơi. Anh Rocky mau đỡ nè. Anh Rocky, anh cố ý phải không? Đâu có, không ngờ em lại không đỡ được cô dễ như vậy. Gì chứ, anh Rocky. Em muốn chơi kiểu này chứ gì? Đừng hòng hạ được em. Hãy xem em đây. Ôi không! Tại em cho nên nó mới bị rớt đó. Tại anh né thì có đó anh Rocky. Đi nào, ngồi nó lên trước đã. Thiệt tình à, anh lẹ lên đi. Mẹ đang lắc lư đây nè. Một chút nữa thôi, thì một chút nữa thôi. Hình như có gì đó sai sai thì phải. Thì chứ. Ôi không, bọn mình đang bị trôi nè. Đừng cử động. Coi chừng rớt bây giờ. Hả? Là Bon Bon phải không? Bon Bon. Hả? Anh Thái Vô, anh làm gì ở đó vậy? May là gặp được em đó. Em giúp tụi anh với. Có vẻ vui quá à. Cho em lên đó với. Không phải tụi anh đang chơi đâu. Tụi anh đang bị mắc kẹt trên này đó. Em hãy mau đi gọi anh Rocky và chú Bát tới đây nhanh lên đi. Không, tình huống này thì phải gọi E chứ. Không, gọi Rocky mới đúng. E. Rocky. E. Vậy em phải gọi ai mới đây?
thuộc là ai ta? Đậu trúc nè. Bông bóng đẹp quá. Không đâu. Vui ghê đó. Bông bông, con đây rồi. Dạ cô Carrie. Đi thôi nào, con biết hôm nay chúng ta phải đến tiệm sửa xe mà. Dạ phải ha. Giờ mình đi nha. Dạ được. Ôi không, có vẻ Bon Bon đã quên việc Tayo và Rogi nhờ rồi. Tại anh Rogi mà giờ hai đứa phải như vậy. Là do Tayo nên mới ra nông nổi này nè. Bụng mình cảm giác lạ quá. Hình như là mình sắp xì hơi rồi. Hả? Em đang làm gì vậy? Đứng yên được không? Thật ra thì... chuyện gì vậy? Giờ phải làm sao đây? Em để tụi mình ra xa bờ rồi đó. Là sự cố thôi mà. Không có sao đâu. Bông Bông sẽ tìm người tới sớm thôi. Anh cứ đợi đi. Sao chúng ta tới đây vậy con? Để kiểm tra xem các bộ phận của con có vấn đề gì hay không. Và cũng để khỏe mạnh hơn thôi. Wow, các em tới hết rồi hả? Các em à, bình tĩnh nào. Không có gì phải sợ hết đó. Sao Bon Bon vẫn chưa quay lại vậy? Chúng ta có thể gọi thẳng cho chị Hana mà không phải chờ đợi như vậy kia mà. Được đó, gọi ngay đi. Các em đừng khóc mà. Mình phải làm sao đây? Chị ấy không nghe máy. Thiệt hả? Gọi lại thử đi. Là chim kìa. Dễ thương quá đi. Em có một mình hả? Chắc là em cô đơn lắm. Nếu các bạn em ở đây thì tốt rồi. Thôi không, biến đi, mau biến đi hết đi. Giờ thì bên này là biến nhiên rồi. Chúng ta sẽ té xuống thôi. Anh Rogi, anh mau hát một bài hát hả? Lúc này thì làm sao mà hát được chứ? Hát đại bài nào cũng được hết. Được rồi. Đến trời cao sẵn sàng. Bay lên bầu trời cao rất cao. Trời cao bay chắc rất cao. Những chú chim khiếp sợ giọng hát ồn ào của Rogi nên bay đi mất rồi. Bay lên bầu trời cao rất cao. Đủ rồi đó anh Rogi. Chúng bay đi hết rồi. Chúng ta vẫn còn hơn đó. Nhưng sao chúng lại bay đi hết vậy? Xe buýt nhỏ Tayo. Đó, thấy chưa? Chuyện này đâu có đau chút nào đâu phải không? Dạ. Tụi con phải đợi bao lâu nữa thì mới tới lượt. Mấy đứa phải được kiểm tra theo thứ tự nên cứ chịu khó chờ một chút nữa nha. Nhưng mà chán quá. Đúng rồi, bọn mình có thể kêu anh Tayo ra chơi cùng nếu như anh có ở đây. Anh Tayo. Đúng rồi. Được rồi, Bon Bon, đến lượt em đó. Dạ không được, Bon Bon phải tới chỗ này cái đã. Gì chứ, em đi đâu? Em phải đi tìm ai cũng được, ai cũng được. Bon Bon, con đừng kiếm cớ bỏ đi vì không muốn kiểm tra chứ. Dạ không có, con phải đi tìm ai cũng được. Đừng lo nào Bon Bon, đến đây với chị, ngoan lắm. Em phải đi tìm. Khi nào thì Bon Bon mới quay lại đây? Chắc là do tụi mình trôi xa quá rồi. Giờ em chẳng còn gọi điện thoại được. Không ổn chút nào. Có phải Speed và Sai không? Mau gọi họ đi. Speed, Sai. Là ta vô và Rogi đó hả? Họ đang đi thuyền kìa. Nhìn vui ghê đó. Nè, cho tụi này lên đó dơi. Các cậu ấy thấy được kìa. Sai ơi, cứu tụi mình với. Lẹ lên. Cô ấy nói gì vậy? Nói cứu cứu gì á? Mình nghe không có rõ. Nhưng các cậu ấy không nghe thấy. Có chuyện gì vậy nè? Ôi không. Quay lưng lại rồi kìa. Nhanh lên, tụi mình phải quay qua bên đó. Anh Rogi, em lại thấy đau bụng nữa rồi. Gì chứ? Không phải bây giờ. Nhìn đi thả vô. Em không thể nhịn thêm được nữa. Họ
đi rồi. Đi nhanh dữ ha. Hơ, không thèm cho bạn bè chơi chung gì nữa. Đúng rồi, ích kỷ quá. Có vẻ việc kiểm tra các xe em bé đã xong hết rồi. Làm tốt lắm, chắc cô cũng đã mệt mỏi với mấy đứa trẻ rồi. Không đâu, kiểm tra xong được là mừng rồi. Cảm ơn cô nha, chúng tôi đi đây. Được rồi. Giờ thì mình có thể nghỉ ngơi rồi. Dạ chị ba. Hôm nay các em đi chơi có vui không? Dạ. Tayo với Rogi đâu rồi? Hả? Các anh ấy vẫn chưa về nữa hả? Bọn em không có đi chung với họ. Vậy sao? Trời sắp tối rồi nè. Để chị gọi điện thử. Lúc nãy Tayo gọi chị nè. Đã có chuyện gì vậy ta? Số máy quý khách đang gọi hiện đang ở ngoài vùng phủ sóng. Đang ở ngoài vùng phủ sóng sao? Kỳ lạ quá vậy. Tụi mình đã trôi đi xa đến mức nào rồi? Em không biết, mà sóng cũng đang dần mạnh hơn thì phải. Chúng ta sắp đụng nó rồi. Thả vô. Xì hơi ngay đi. Được thôi. Sao em không xì hơi được anh ơi? Lúc kêu đần thì em xì hơi giỏi lắm kia mà. Em không làm được rồi, em không làm được. Đã muộn rồi. Chút nữa thì... Rogi, anh giỏi quá. Hayo. Rogi, chúng ta đã đi tìm quanh thành phố rồi nhưng mà chẳng thấy họ đâu. Anh biết chứ. Hai đứa rốt cuộc là ở đâu vậy? Ủa, không phải là Pat và Hết đó sao? Nè, có chuyện gì vậy? Cô Carrie, Tayo và Rogi bị mất tích rồi, gọi điện cũng không được nữa. Ủa, gì chứ? Chị có thấy Tayo và Rogi không? Để coi coi, hình như là không đâu. Vậy hả? Anh Tayo và anh Rogi. Ê, đúng rồi ha. Sợ quá đi, trời tối thui luôn rồi. Phải, cũng may mà còn có anh ở đây đó. Sẽ còn đáng sợ hơn rất nhiều nếu em ở đây một mình. Tayo, về chuyện lúc chiều, cho anh xin lỗi em nha. Không, lỗi của em hết, em xin lỗi anh. Em đã biết sai rồi. Tayo, cố thêm một chút nữa thôi. Được, sẽ có người đến cứu tụi mình thôi. Không, nó đang tách ra. Ôi không, nó đang tách ra. Tayo. Anh Rogi. Tayo. Phải làm sao đây? Ai đó cứu tụi mình với. Anh nè. Chuyện này là sao chứ? Có biết là chị lo lắm không hả? Các cháu ổn chứ hả? Dạ. Tụi cháu không sao. Có thể đã gặp nguy hiểm hơn đó. Cũng may là cuối cùng Bon đã nói ra đó. Em xin lỗi, đáng lý ra em phải tới sớm hơn. Chắc là mấy đứa sợ lắm hả? Dạ. Nhưng vì có hai người nên chuyện cũng không tồi tệ cho lắm. Đúng vậy, nếu có mỗi mình em thôi thì sợ hãi lắm. Em sẽ không bao giờ cãi nhau với anh nữa đâu, anh Rogi. Anh cũng vậy đó, mình là gia đình mà. Được rồi mọi người, về thôi nào, trễ rồi đó. Tayo và Rogi đã có thể gặp rắc rối lớn hơn. Nhưng may mắn là cả hai đã cùng nhau vượt qua rồi.